từng ngày chào đời cho đến lúc lớn khôn. Đôi bàn tay ấm áp đã in sâu vào trí nhớ trong những kỷ niệm của ngày thơ ấu. Cầm tay cha bỗng nhìn nước mắt tuôn rơi, xuống nha. Tuần nào thứ bảy tại Thôi Đình Hộ Pháp chúng ta cũng có lớp học hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Các cháu đến đây học tập viết thành quen. Từ khi còn nhỏ được
bổ túc, nhân viên đi chùa. Đây gọi là thiện căn sâu dày. Cũng như những đức là tới 29 tuổi mới biết chùa. Còn các con ngồi đây nhỏ tuổi thôi mà thường đi chùa, đây là thiện căn rất là dày. Chùa mình thì từng thứ bảy nào cũng khi học tập xong thì có sinh nhật. Bữa nay những đức thấy có sinh nhật chín cháu. Bữa nay thì không có người lớn tuổi quá, chỉ có một cô 24 tuổi hơi lớn thôi. Còn mấy bữa trước thì có năm mấy tuổi được. Có lần có bà cụ chín mấy cũng có sinh nhật. Quý vị phải biết rằng là khi ở ngoài đời chúng ta mỗi năm tới ngày sinh nhật của mình, mình khi mời bạn bè rồi mình tiệc tùng, có khi nhậu nhẹt sát sanh, mà mình không biết được rằng là cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày mà mẹ mình sinh mình rất là khổ. Mà trong kinh Du Lan Phật dạy là thập tử nhất sanh, phần nhiều là chết, chỉ có một tia hy vọng sống. Khi cha mẹ nuôi mình khôn lớn thì rất là khó khăn, nên mới có câu ca dao là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Còn trong kinh Phật dạy thì đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Và Phật còn dạy nữa là tất cả phước không phước nào lớn bằng là người con hiếu thảo, tất cả tội không tội nào bằng người con bất hiếu. Phải nhớ. Từ nơi đó mà ngày sinh nhật của mình là ngày nhớ lại mình được sinh ra đời. Ngày đó mẹ cha rất vui, nhưng có khi mẹ mình mất mạng. Lúc mà sinh mình khó khăn thì cha thì bên ngoài thì lăng xăng, còn mẹ thì như là gần chết. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta lấy ngày này để mà vui chơi, để chúc tụng, nghĩ rằng đây là ngày sinh nhật nên lấy ngày đó để nhậu nhẹt hoặc quà cáp. Đúng ra ngày sinh nhật là ngày tưởng nhớ, nhớ ơn mẹ cha. Và trong lòng mình phải nhắc mình là mình được cái thân này bây giờ là nhờ công ơn cha mẹ nhiều quá. Mình phải sống làm sao tốt đẹp, mình phải sống làm sao vui vẻ, mình không có làm điều gì tổn hại bản thân. Và mình phải làm sao sống lành mạnh và sống có ý nghĩa với xã hội khi cha mẹ cho cái bản thân này cho mình, rồi cho mình đi học. Tốn bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu giọt mồ hôi của cha mẹ đổ xuống mà chúng ta bây giờ có được cơ ngơ và có sự nghiệp. Chúng ta nên suy nghĩ mình nên làm cái gì đó để trả công ơn cha mẹ. Thí dụ như có những người chúng ta cha mẹ mất, hoặc cha còn mẹ mất, mẹ còn cha mất. Dù là hiện tại cha mẹ còn nguyên, nhưng một ngày nào thì cha mẹ mình cũng mất, cũng xa mình. Như những đức là mất cha mất mẹ hết. Nhưng mà hiện hữu thì cái thân mình đang có là có của cha, có của mẹ. Nên người con có thể báo hiếu cho cha mẹ là đem bản thân của mình để cống hiến, để làm được những điều gì tốt đẹp nên làm. Đó là chỗ mà chúng ta báo hiếu qua trung gian, cái chỗ chúng ta vay mượn thân của cha của mẹ để mình sống cho thật là tốt. Thí dụ như người làm cha là mẹ, tuy là nuôi con khôn lớn, cứ vợ gả chồng cho con xong rồi, nhưng mà có khi ở một phương xa nào đó, nhưng luôn luôn là dõi mắt về những đứa con của mình. Có khi gặp một người nào đó gần sớm đi về quê thì bắt đầu là gặp hỏi: cô, chú, con của tôi, thằng đó, nhỏ đó vậy đó, gia đình nó làm sao, sống có tốt hay không, làm ăn có được hay không, thấy không? Có nghĩa là trong tâm của người cha, người mẹ là cứ là nghĩ con mình phải tốt, vui vẻ, gia đình nó mà ăn phát đạt, cha mẹ mừng lắm. Có khi mà mẹ già rồi, nhưng mà ngồi trên cái võng đầu đưa buổi trưa hè,
Nhưng mà cứ là nghĩ sao thằng hai lâu quá không về thăm mình, con ba nó có chồng biết có hạnh phúc hay không mà sao lâu quá không thấy gì, thấy không? Cứ là như vậy. Nên người làm cha làm mẹ là hy sinh hết cuộc đời, mong làm sao con mình được tốt đẹp. Nên chúng ta mà khi đến với nhau là vợ là chồng mà sống không hạnh phúc, đây là chỗ bất hiếu lắm. Nhưng có khi nghiệp quả chúng ta cũng không muốn như vậy. Và thêm một cái nữa, chúng ta có khi không tiếp nhận giáo dục, nên cái chuyện giữa vợ chồng có khi mình sống mình không hiểu, nên cuối cùng nó sức mẻ tình cảm. Nếu như mình hiểu được ngay chữ hiếu thì khi đến với nhau là có ý nghĩ kỹ lưỡng lắm. Và khi sống với nhau thì phải sống cho thật là hạnh phúc, phải tin tưởng lẫn nhau, sống cho thật tốt. Thì cha mẹ thấy con mình hạnh phúc, cha mẹ rất là vui lòng. Cái niềm vui của cha mẹ là mong con được tốt thôi đó. Nên đúng ra ngày sinh nhật á, là ngày nhắc mình, chứ không phải là cái ngày này là ngày ăn nhậu hoặc là cái ngày sát sanh, không phải đâu. Không phải là chúc tụng gì nhiều, nhưng mà ngày này là ngày nhắc mình. Nếu như mình còn cha còn mẹ thì ngày này á, mình nên về bên cạnh cha mẹ. Còn nếu xa quá thì chúng ta nên có những cái tâm thiện lành để hướng đến cha mẹ. Cha mẹ ơi, giờ cha mẹ cho con mở tháng này, con sẽ cố gắng sống cho thật là tốt, để cho cha mẹ được người đời khen, ông bà sanh được đứa con đó, đứa con đó tốt lắm, sống tốt lắm, đói chồm chồm sớm tốt lắm, thấy không? Thí dụ như người làm cha là mẹ vui nhất là con mình đàng hoàng rồi người ta khen con mình mà mình được nghe. Thí dụ như bây giờ các bé ngồi đây đi, có một người đến gặp cha mẹ các con nói thằng Hải con của cô chú dễ thương lắm, bé nó ngoan, đi vô lớp học lo học ngoan lắm, dễ thương lắm, không bao giờ mà ghẹo chọc ai, không bao giờ đánh lộn đánh lạo, không bao giờ làm phiền việc gì ở trong trường học hết chứ. Thằng Hải con của cô chú dễ thương, thì cha mẹ cảm thấy nở mặt nở mày, thấy không? Hoặc là bên các bé gái bên đây, ví dụ như có bé này tên Lan đi, xong người ta lỡ người ta khen với cha mẹ, rồi cô chú sanh đứa con bé con Lan nhỏ, nó cũng không có đẹp gì mấy, nhưng mà con gái gì nó nết na dịu dàng, nó đàng hoàng lắm. Mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi mà thấy có một số bé gái thì khi quen bồ bịch đồ, khi lả lơ con này kia được, nhưng mà con Lan con của anh chị con bé này nó ngoan, đi học lo học đàng hoàng, không bao giờ thấy cái chuyện mà đi học mà thấy có con trai đồ chạy xe theo được, hoặc là chở về nhà được, hoặc là chạy xe ngoài đường mà dính cái xe mà gọi là kéo cái xe của mình đi ngoài đường đồ này kia được, hoặc là nắm tay dẫn mình đi đồ này kia, không có thấy gì, ta đàng hoàng lắm. Nghĩa là người ta khen với cha mẹ mình là mình có hiếu, mà cha mẹ vui lòng cảm thấy hãnh diện khi sanh một đứa con vậy. Còn khi ngược lại người ta chê đối với cha mẹ mình là mình bất hiếu rồi đó. Tại vì cha mẹ mắc cỡ liền. Mà có khi người làm cha là mẹ thương con quá, ai mà chê con tôi là tôi tức lắm nghe. Có khi thương quá nó trở thành mù quáng chừng nữa. Có khi con mình vậy người ta nói thẳng mình cũng tức mình, không chịu, không chịu nghe con tôi vậy đâu. Mà có khi mình thương quá thành nhiễm rồi, nó thành không nhìn nhận rõ ràng. Có khi người ta nói vậy mà mình không chịu tìm hiểu đâu, mà mình chỉ biết binh con mình thôi. Vậy cha mẹ cũng thất bại nữa nghe không? Thất bại á. Khi mà mình nghe người ta nói đến con mình phải tìm hiểu con làm sao, vậy đó mình mới khéo, vậy mới đặc biệt đó. Nên á, tất cả các bé ở đây từng nào các con cũng đến đây được nghe hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, đây là cái phước lớn nhất mà sau này lập nghiệp được này. Một con người mà không hiếu thảo cha mẹ, một con người mà không kính trọng thầy cô giáo, thì sao con người này thành công trong sự nghiệp được? Không thành công được việc gì hết. Họ là người rất là tệ, không có được cái gì hết chứ. Nên các con từ khi còn nhỏ mà lót được cái nền móng hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, mà các cháu ở đây thiện căn dạy, cháu nào cũng có phước lắm, mới ngồi trong ngôi tam bảo gì chứ. Từng nào cũng đến nha. Đó. Có một câu á, mà người xưa nói hay lắm,
Hiếu cảm đến chờ thì mưa hòa gió thuận. Hiếu cảm đến đất thì vạn vật sinh sôi. Vậy thì hiện tại mà chúng ta thấy thời tiết thất thường, rồi có những cái trạng thái bệnh hoạn, là từ ngay chỗ nào? Là từ ít người hiếu quá mới xảy ra vấn đề. Hiếu cảm đến chờ thì mưa hòa gió thuận. Bây giờ mưa không hòa, gió không thuận, gọi là nghịch thiên. Nghịch thiên là ngay chỗ nào? Bất hiếu là nghịch thiên. Một người con hiếu thảo thì chờ cũng là tôn trọng, ông chờ cũng tôn trọng. Nên vua Thuấn á, là một người con hiếu, thì người mẹ kế muốn giết Thuấn giết không được, dùng cách nào giết giết cũng không được. Ông lên núi thì cọp gặp ông là mọp đầu, chim chóc voi đều là giúp đỡ ông. Ông đi ra biển thì tức khắc là sóng to gió lớn thì lặn yên liền nói chứ. Có nghĩa là người con hiếu là như vậy đó. Nên mới nói rằng là hiếu cảm đến chờ thì mưa hòa gió thuận. Người con này có hiếu cảm đến chờ, mưa hòa gió thuận đó. Còn hiếu cảm đến đất thì vạn vật sinh sôi. Có người này là người hiếu thì tất khắc họ làm việc gì họ cũng thành công rất là thù thắng, tại vì họ là người con hiếu. Phước lớn nhất là ngay chữ hiếu. Đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu, thấy không? Nên các con nghe gì á, tất cả các bé ngồi đây, các con là khỏe mạnh lắm, các con là thông minh lắm, các con là không có cái gì mà xâm nhập được. Vì sao? Vì hiếu. Vì các con ngồi đây đều là những bé nghe chữ hiếu, rồi các con được biết niệm Phật, các con có tâm thiện. Vậy thì làm sao mà các con bị bệnh được? Các con đều là những bé khỏe mạnh, lớn lên thông minh, học giỏi, và những con người tương lai sẽ là những con người sống có ý nghĩa. Phải nhớ. Thí dụ như người làm cha làm mẹ này, dù mình có nhìn cái góc độ con của mình nó có nhiều lỗi cỡ nào đi chăng nữa, quý vị nên tìm ra cái ưu điểm đặc biệt của con mình, dù là một ưu điểm nhỏ nhất. Chứ nếu như chúng ta có lôi cái khuyết điểm ra hoài thì tức khắc con người ta thấy rằng mình nhiều khuyết điểm quá, thôi hư luôn đi. Nên mình tìm một cái ưu điểm nào chắc chắn là có. Thì phải nhớ rằng là một con người hư nhất vẫn có cái ưu điểm của họ, một con người tốt nhất vẫn có cái khuyết điểm của họ. Phải nhớ đó. Nên từ nào đó chúng ta nên hưng khởi cái ưu điểm để phát triển cho các cháu. Những cháu còn nhỏ mà. Có một câu đoạn mà người xưa nói câu gì nè: những con người xã hội bây giờ mà có nhiều người hư hỏng, chúng ta đừng nên trách hờn họ. Hỏi vì sao? Vì họ không được dạy dỗ nghiêm túc thì họ phải hư thôi. Rõ ràng quý vị ngồi suy nghĩ đi. Thì bây giờ chính Nhận Đức thấy nè, Nhận Đức từ khi còn nhỏ không được dạy nghiêm túc, Nhận Đức đã hư khoảng thời gian cũng dài. Thấy không? Khi Nhận Đức tiếp nhận giáo dục thì Nhận Đức sửa đổi lỗi lầm lại từ từ. Như vậy thì bây giờ mình mà có con, hoặc mình gặp một người nào đó hư hỏng, thì mình nương vào câu người xưa đừng có trách họ, vì họ không được có cơ duyên để mà giáo dục đàng hoàng nên họ phải hư thôi. Mình không có nên trách họ, mà mình nên tìm cách để giáo dục họ lại cho nghiêm túc, vậy thì họ sẽ tốt lại. Phải nhớ rằng Nhận Đức là người hư cũng nhiều năm, vậy mà Nhận Đức tiếp nhận giáo dục, Nhận Đức vẫn sửa đổi lỗi lầm được. Không gì là các bé ngồi đây, có con còn nhỏ, có hư gì đi chăng nữa cũng có chút xíu à. Bây giờ chỉ cần quay đầu sửa lỗi thôi, tự nhiên mình tốt. Thí dụ như mình từng cãi lời cha mẹ, làm cha mẹ buồn, bây giờ mình chỉ cần đừng có cãi lời nữa thôi thì tốt thôi. Con người ai mà không có cái sai, sai mà biết sửa đổi là tốt thôi, chứ đừng bao giờ mà sai mà tiếp tục sai nữa, vì thì chúng ta hết cứu. Nó nên nghe giáo dục là cái đặc biệt á, là trong nhà Phật nói câu quay đầu là bờ, quay đầu là thấy bờ bến. Nên các con là con hiếu thảo nghe, làm cho cha mẹ vui lòng, các con giúp cho xã hội này được tốt đẹp á, giúp cho xã hội này hóa giải một số kiếp nạn, phải nhớ đó. Nên chúng ta không có dùng cái cách nào mà để gọi là ngăn chặn kiếp nạn, hoặc là chúng ta ngăn chặn bệnh hoạn, chỉ có đúng một cái tâm thiện của chúng ta nó hóa giải thôi.
Tại vì bệnh hoạn là do từ tâm sanh ra, gọi là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Từ cái tâm bất thiện nó sanh ra những cái thứ không phải. Thì bây giờ từ tâm thiện nó sẽ hóa giải cái thứ bất thiện. Chứ chúng ta dùng cái ngoại cảnh để ngăn chặn việc này khó lắm. Phải dùng từ cái tâm thiện để hóa giải. Những đức á, cách nay 2 tuần có kể cho các con nghe câu chuyện đó. Khi mà gió sấy cuốn tất cả những vị trí căn nhà, vậy mà có một căn nhà mà tự nhiên cái ngọn gió này đến cái tự nhiên quẹo đường khác liền, xong rồi tiếp tục là cuốn tất cả những căn nhà khác, chỉ có đúng một căn nhà đó là không bị cuốn. Mọi người tìm hiểu vì sao lạ như vậy, nhà nào cũng bị cuốn hết mà một ngôi nhà này không bị cuốn là sao? Thì tìm hiểu ra là trong ngôi nhà đó có một người con hiếu thảo. Thấy chưa? Một người con hiếu thảo, vì hiếu cảm đến trời mưa hòa gió thuận. Chữ hiếu này nó cải đổi cái sự bất thiện đó. Như vậy thì một căn nhà này có người con hiếu thì chắc chắn căn nhà này sẽ bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra chứ. Rồi căn nhà này biết tu hành, biết niệm Phật là bình yên vô sự, cứ yên tâm đi. Thí dụ như á, một cái điều xấu là nó phải là cùng tần số với cái xấu nó mới nhập được mình. Thí dụ như một người này tự nhiên bị ma nhập, đâu có đơn giản tự nhiên ma nhập người này. Cái tâm người này phải na ná như ma đó nè, thì mới nhập được. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, cái chuyện cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng thấy nữa. Thí dụ như bây giờ á, cái người con trai này đi, hư hỏng, nhìn thấy lăng xăng, lóc chóc như con khỉ, thì tự nhiên có người yêu cũng là lóc chóc lăng xăng như con dượng. Thấy chưa? Từ nơi đó nên nó còn cái anh chàng này bình tĩnh như con voi. Thì tức khắc có con voi cái đi theo. Chứ sao? Tại vì voi đó đi theo voi, chứ có bao giờ voi đi theo cọp không? Mèo đi theo mèo, còn gà đi theo gà, chứ làm gì mèo đi theo gà. Chúng ta mà thấy con mèo nào mà đi theo con gà là chúng ta thấy nó kỳ, trời sao kỳ. Con mèo này cứ theo con gà hoài, chắc nó định nó gình gình ăn thịt con gà này. Chứ làm gì có cái chuyện mà con mèo đi theo con gà. Con mèo nó theo con mèo, con gà theo con gà. Nên mới nói rằng là tố nào theo tố nấy là vậy đó. Thí dụ như các con ngồi đây đàng hoàng đi, thì nhất định các con sẽ gặp một ý chung nhân của mình đàng hoàng. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng là tôi cũng dễ thương, tôi cũng đẹp, tôi cũng có học, tôi sẽ chọn một người yêu lý tưởng. Chọn có được đâu. Chính cái tâm của mình nó chiêu cảm cái tần số đến với mình, chứ làm sao mà chọn được. Đi kiếm bây giờ kiếm mờ mắt, kiếm cũng không ra nữa, kiếm mất công mệt. Cứ im như vậy đi, cứ thật thà ở nhà, rồi hiếu thảo với cha mẹ, rồi mình làm con gái, mình dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rồi quét nhà phụ mẹ cha kỹ lưỡng gọn ghẽ. Mình là con gái, từ cái chỗ kỹ lưỡng, nào là cái ống quần của mình, nào là cái cổ áo mình bận, nào là tóc tai của mình, nào là móng tay móng chân của mình, từ những cái điểm đó để kỹ lưỡng. Còn con gái mà gọi là móng tay đen xì, bận quần thì cái ống đen thui, còn cái mông thì lúc nào cũng một bệt đắt, bận quần trắng nữa chứ, mình đụng đâu cũng ngồi bệt ngồi. Rồi lớn lên chút xíu nữa, mình là thằng con gái mà có khi mà những ngày tháng của mình cũng không chịu kỹ lưỡng, bày hay, nó ngồi đâu cũng bạ đại bạ càng. Đây là con gái không kỹ lưỡng, dù có đẹp đi chăng nữa cũng là mắc nết thôi, thấy không? Nên từ nơi đó mình cứ đàng hoàng nghiêm túc đi, cái tần số tốt đó tự nhiên cái có thằng trai đàng hoàng đến nó tìm mình. Gọi là công chúa thì gặp hoàng tử, thấy không? Nó phải cùng tần số chứ. Đó nên các con ngồi đây phải nhớ nha, mình phải đàng hoàng. Mình đàng hoàng là sẽ gặp người đàng hoàng. Cái phước nó chiêu cảm. Cái phước, cái tâm mình thiện làm gì cái bất thiện nó nhập vào người mình được. Thí dụ như bây giờ mình đàng hoàng làm gì con ma nó nhập vào người mình được. Bây giờ xung quanh những đức á, quá nhiều hương linh người ta ở xung quanh những đức đi, người ta đều ở bên cạnh những đức, người ta cùng niệm Phật những đức không à? Ai mà đến gần những đức người ta dựa vô mình những đức được không? Tại vì sao? Vì cái tâm thiện làm sao dựa được. Nhưng nếu bây giờ con ma này muốn nhập vào người mình là do cái tâm mình nó na ná như ma. Thí dụ như ích kỷ, nhỏ mọn, tham sân si dễ đầy, rồi luôn luôn là muốn cái điều tốt cho mình mà cái điều xấu cho người ta, đó là ma đó. Thì cái tâm như vậy nó mới nhập vào người mình vì nó cùng tần số. Thí dụ như con virus.
Bây giờ toàn thế giới người ta sợ virus. Sợ virus thì cái sợ, các con gặp ma sợ không? Vậy thì virus, virus cũng như ma vậy đó. Các con gặp ma sợ, vậy thì chúng ta cũng sợ virus cũng như sợ ma vậy đó. Thì cái câu trước gọi là tần số của ma nhập vào người mình. Vậy thì tần số của virus nhập vào người mình là tần số gì? Thì tự suy nghĩ. Nếu như chúng ta thiện tâm, làm gì virus nhập vào người mình được? Nếu như mình đàng hoàng, mình hiếu thảo cha mẹ, làm gì virus nhập vào người mình? Mình có ác ý với ai đâu. Mình mà không ác ý với ai, virus nó vừa gặp mình nó chắp tay A Di Đà Phật. Chứ thì sao? Nghĩa là mình mỗi ngày thiện tâm, mình thương người, virus nó vừa gặp mình nó cũng bị cảm hóa nè. Ai mà nhập vô được? Nhưng mà virus nó tìm mấy cái người mà tâm địa ác á, cái người mà hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn, bất hiếu cha mẹ, rồi luôn luôn là thủ đoạn với mọi người, là virus tìm những người đó. Cùng tần số nó tìm đến đó. Nó nên các con phải ngoan, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, anh em hòa thuận. Sau này lớn khôn á, không bao giờ mà tranh chấp của cải với anh em, chị em. Cha mẹ chia của thì sao mình nhận vậy à? Chứ mình không bao giờ mà mình nói rằng là sao cha mẹ chia cho con ít, chia cho thằng em nhiều là sao à. Rồi á, chị hai có chồng rồi mà bây giờ á, chia của làm gì? Không có nói gì. Cha mẹ muốn chia của sao thì chia, mình nhận được nhiều nhận à, chia ít chia nhiều kệ, không có nặng nề. Anh có nhiều mình mừng, em có nhiều mình mừng. Cái tâm như vậy là cái tâm phước. Cái tâm phước á, thì việc phước đến với mình. Nên cái câu như Đức thường nói á, lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của theo ta vạn đời. Nên cái phúc đức là hiếu thảo cha mẹ, hòa thuận với anh em, rồi đối với mọi người xã hội chúng ta có những cái cống hiến tốt đẹp, đây là phúc đức đó. Nên một gia đạo mà có thể hưng thịnh nhiều đời là do gì? Có giáo dục, có phước đức. Còn nếu như quý vị mà một gia đạo mà nó hưng thịnh nhất thờ mà chúng ta nhìn nó suy tàn, chúng ta chỉ cần nhìn qua góc độ chỗ này là biết liền, khỏi cần đi coi bói. Những đức chỉ bị coi, chính mình coi mình luôn. Có nghĩa là gia đạo mình đang giàu, nhưng mà mình nhìn những đứa con của mình bây giờ nó đang hư, và những đứa con mình đang phá sản. Rồi chúng ta biết rồi, gia đạo của mình hưng thịnh không có lâu. Tại vì sao? Vì không có người kế tiếp. Thí dụ như một gia đình mà hưng thịnh lâu là do gì? Tiếp nối có người. Cha mẹ có đức, con cái mặc sức mà ăn. Không phải là cha mẹ tạo cái phước đức rồi con cái hưởng nhờ, không phải. Mà là cha mẹ có phúc đức thì tức khắc con cháu có phúc đức sanh vào nhà mình. Rồi cha mẹ làm phúc đức, con cái nhìn học theo để làm theo. Nên gọi là cha mẹ có phúc đức, con cái mặc sức mà ăn là làm theo, học theo. Như vậy thì mới mặc sức mà ăn. Và gia đạo này từng đời hưng thịnh là phải có người kế tiếp. Còn nếu như chúng ta nhìn gia đình người này giàu có vô cùng luôn, hưng thịnh về vật chất, nhưng mà đạo đức trong gia đình thì không có, anh em thì bất hòa. Mua cho đứa này chiếc xe thì đứa kia nó nói rằng tại sao cha mẹ mua cho anh hai chiếc xe đó mà không mua cho con chiếc xe đó. Gọi đầu nó canh nhau. Vậy thì mình biết gia đạo mình là si tàn rồi đó. Khi mà mình vừa có chuyện gì xảy ra với mình, cái là anh em nó đấu đá nhau giật của cải. Mà những người như vậy thì không bao giờ nó cầm được của cải vật chất của cha mẹ để lại. Dù là có đi chăng nữa vào tay nó cũng là làm ác không à. Thì gia đạo này hưng thịnh chưa bao lâu là si tàn. Là chúng ta nhìn qua góc độ chỗ này thì chúng ta biết liền. Nhìn qua góc độ chỗ này là biết liền gia đạo mình sao liền à. Đó. Thí dụ như bây giờ mình á, gia đình khá giả, mình thấy con của mình nó hư hỏng quá, nó không có nghiêm túc lo làm ăn hết trơn á. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải đem cái của cải đó, mình làm những điều gì tốt, mình nên chăng thật mà làm đi. Nên làm đi. Biết chi không? Để cho những đứa con mà đến đòi nợ này, nó thấy rằng là mình đem cái của cải này mình đi làm điều tốt hết trơn à, thì nó hóa giải cái tâm hư hỏng của đứa con. Nó nhìn của cải của mình, bắt đầu là đứa con này đến đòi nợ, nhưng mà nhờ cái tâm tu phước đó của mình,
nó quá giải cái tâm đòi nợ mà nó quay lại là nó trả ơn cho mình. Quý vị mà nghe được chỗ này mà quý vị biết cách để mà tu dưỡng lại thì đặc biệt lắm. Còn nếu như một đứa con này hư hỏng mà mình không chịu làm điều tốt gì, mà mình đều là bo bo tiền bạc để lại cho nó, vậy là thua đó. Thua. Nó không bao giờ nó chuyển nghiệp, mà nó còn nhìn hoài nữa. Nó còn để ý từng chút, nó còn không làm luôn nó. Tại vì nó nói sao? Sớm muộn gì cũng để lại cho tôi, cần gì tôi phải làm cho nó cực. Ông bà có nói gì nói, tôi cũng không làm, vì tiền này xài hoài cũng không hết. Cần gì phải đi làm chi, cứ ngồi chơi. Mai mốt ông bà hiu hiu rồi, ông bà cũng giao cho tôi hết thôi, sợ gì. Thấy không? Nó nhìn cái tủ sắt của mình, nó nhìn của mình, nó biết mà. Còn bây giờ mình làm cái điều tốt đẹp hết trơn rồi, rồi nó nói bây giờ phải gán làm thôi, ông bà đem tiền đi làm điều tốt hết rồi, trong cái tủ trống rỗng rồi, thôi tao phải làm thôi, không làm sau này đói nhăn răng thì sao? Thấy chưa? Có nghĩa là nó chuyển tâm rồi đó. Nó chuyển tâm rồi. Mà khi nó đi làm, bởi vì nó kiếm tiền, bắt đầu là nó sẽ nói thì ra đồng tiền của cha mẹ làm cực như vậy mới có. Lúc xưa mình chưa làm, mình đâu có biết đồng tiền nó khó khăn như vậy đâu. Bây giờ ông bà hết tiền, mình đi làm mới thấy cực thiệt mới có tiền. Nên từ nơi đó mình phải tội nghiệp cha mẹ. Bây giờ mình làm có tiền, mình phải phụng dưỡng cha mẹ mới được. Thấy không? Các vị thấy rằng là đó. Từ nơi đó thì thấy hay không? Trong Phật Pháp dạy nó rất là gần gũi không? Nên mình có khi mình nghe gì, nhưng mà cái tâm của mình nó bị nghiệp che lấp lại. Nó biết gì mà nó ngộ, nó tiếc, không chịu làm. Mà trong khi đứa con nó hư vậy chứ mình không dám làm. Làm khẽ chơi vậy đó. Từ nơi đó mà cái sự chuyển nghiệp nó cũng khẽ chơi vậy thôi à. Cả đời nó chuyển không được gì chứ. Nó còn cái tâm của mình nhìn, mình có góc độ sâu, mình nhìn được. Nhìn được, thấy không? Nên Dương Nghiêu, ông có con trai nhiều chứ. Vậy mà ông chọn Thứng làm vua à. Có nghĩa là ông không truyền ngôi lại cho con ông. Ông nhìn những đứa con này nó không có đủ bản lãnh để mà giữ được đất nước. Ông truyền ngôi lại cho vua Thân. Vua Nghiêu truyền ngôi vua Thân. Từ nơi đó mà quý vị phải biết được rằng từ cái cách làm này nó chuyển nghiệp được. Nó chuyển nghiệp. Còn nếu như mà mình mà không hiểu rồi là gia đạo mình tiêu. Cái công sức mà mình tạo ra sự nghiệp cuối cùng nó uổng công vô ích. Không được cái gì chứ. Nên cái người khéo nhất tu dưỡng phước đức vẫn là hay. Thì bây giờ chính cái sự xác thực những đức làm như đức thấy nè. Chùa mình ở đây mỗi ngày mấy trăm người. Bây giờ nghe nói bên ngoài đang nghỉ tháng gì nữa đó. Vô đây đi ăn Tết nữa đi. Nghĩa là người ta giờ ta gặp nhau, người ta cứ ngán nhau không. Còn mình thì rủ vô đây ăn Tết đi. Trong đây mấy trăm người, ngày nào cũng là ngày Tết, thấy không? Vui quá trời luôn. Bây giờ chúng ta mở thêm đạo tràng bên Đại Tùng Lâm nữa. Đạo tràng chúng ta hình thành rồi đó quý vị. Số lượng được cũng bữa nay 150 người. Đạo tràng 150 người xuất hiện. Chánh điện tu đẹp vô cùng luôn, lễ Phật đều rang. Mấy ngày nay như Đức Hòa Bệnh hướng dẫn tu. Xong rồi một cái đạo tràng hình thành rồi đó, xuất hiện rồi đó, đạo tràng niệm Phật á. Mà những đức thấy rằng là nhân duyên quý vị ơi, nó thuận lợi vô cùng. Tất cả việc gì những đức làm thuận tiện lắm luôn. Vì sao? Vì niệm niệm vì người mà. Niệm niệm vì người không làm sao mà không thuận tiện. Rồi mình ở một nơi gì mà máy nghe Pháp mình thôi, bây giờ nó rải tao đừng có nói nữa. Ôi máy nghe Pháp mình người ta đặt lần quý vị. Có những người ta đặt cả ngàn cái. Có người ta đặt 200-300 cái. Có những người mà nước ngoài rồi á, nhiều nước trên thế giới mình á, người ta cứ điện thoại về, người ta gửi tiền, người ta đặt máy. Vậy đó. Rồi người ta kêu người thân người ta đi đến đây lấy máy, người ta chuyển tiền. Rồi máy làm cũng kịp. Bây giờ máy hết rồi đó. Bây giờ máy bị gián đoạn đó quý vị. Không thế nào mà máy ra kịp. Mà nhiều loại máy đó nghe mà ta đặt đừng có nói. Có những người ta đặt 500-700 cái. Còn đèn bông sen thôi rải đầy hết. Những đức chỉ là mỗi nhà phải để máy niệm Phật. Không? Nghĩa là ở một nơi vậy đó quý vị, đem cái tư tưởng của mình truyền đi khắp nơi nơi. Cái điều này là cái điều tốt mà. Nên những đức cứ làm cái điều tốt này, những đức có thiếu thốn gì đâu. Thí dụ như bây giờ chúng ta mà đang nghĩ cái gì đi, cái nền kinh tế chúng ta cũng bị ảnh hưởng chút chứ. Nhưng nếu quý vị mà có phước, nó không bị ảnh hưởng chút nào, cho nó ngộ lắm. Không có ảnh hưởng.
Quý vị biết rằng một cái công ty mà có phước, có đạo đức rồi, dù là kinh tế có bị ảnh hưởng nhưng công ty đó không bị ảnh hưởng. Thí dụ như bây giờ những cái lúc nghỉ cái gì đi, mình là người chủ đi, nhân viên người ta nghĩ gì là người ta thất thoát về cái chuyện làm ăn của người ta, thì người ta làm công đâu có nhiêu tiền đâu. Mình là người chủ đi, một tháng hai tháng nghỉ này, chấp nhận trả lương cho nhân viên của mình phân nửa tiền lương, không làm trả lương luôn á. Vậy đó, quý vị đừng có nghĩ cái việc này là cái việc ngốc nha. Khi mà người ta hồi phục làm lại, nhân viên sẽ hết lòng làm cho cái công ty quý vị hưng khởi, nó gấp 100 lần luôn. Cái phúc đức đó, đó người ta kính trọng mình là người chủ có đạo đức, người ta không có phá hoại cái sự nghiệp của mình. Mà dù có bỏ mạng chết bây giờ người ta cũng không bỏ mình nữa. Dù là có ai mà rủ ren cỡ nào người ta cũng không bỏ công ty mình. Cái này mới là cái tầm nhìn sâu. Còn nếu như mình là chủ, mình chỉ có góc độ thấp quá thôi. Khi gặp gì khó khăn gì, nhân viên người ta khó khăn gì không giúp đỡ. Mình là người chủ là như cha mẹ, nhân viên của mình làm việc á, khi mà gia đình người ta có hậu sự gì mình nên á, thí dụ như cha mẹ ta mất đi, tặng cho cái quan tài, rồi mình đi đến đi, mình còn phụ trợ tiền giống như trong gia đình. Xong rồi quý vị biết rằng á, người nhân viên đó làm việc cho quý vị là kể như là cả đời bỏ mạng. Đó mới là tầm nhìn sâu của người làm chủ, làm việc lớn. Còn đồng tiền thì kiếm đâu có khó đâu, chỉ cần mình có đức có phước thôi, đồng tiền kiếm đâu có khó đâu. Ngày xưa những đức dùng cái sự thông minh của mình đi kiếm tiền, kiếm đâu có được đâu. Thông minh kiếm tiền mới được, có phước kiếm tiền mới được. Có phước khỏi cần kiếm cũng có tiền đến nữa, cơ hội tự đến à. Còn thông minh mà nó không có phước rồi, quý vị nghĩ thì được nhưng mà không thành công. Nghĩ thì được mà nó không thành công, cái này là xác thực đó. Những đức lo cho mấy trăm người của hai đạo tràng lớn. Những đức đâu có bận tâm nặng nề gì đâu quý vị. Không nặng nề chứ, mà cũng có tiền lai rai sống hoài vậy đó. Mà từ dư đến dư không có thiếu nghe. Không có thiếu, không có thiếu tiền à. Cứ xài tiền hoài, xài cũng không hết nữa. Mấy tiền đâu hết là có người ta đem lại à. Mà xài cho người ta thôi chứ mình có sống gì đâu, mình cứ ăn ké thôi. Thí dụ như đại chúng ăn sao thì mình được ăn chung vậy, ăn ké. Nó giống như hồi nãy Nhân Đức nói là thứ hai này để nấu lẩu cho bệnh ăn, rồi mua nước gì uống. Thì Nhân Đức kèm thêm câu, không phải quý vị ham ăn uống nước vậy, không phải. Mà là do gì cái tình con người, miếng ăn miếng nước này đó là cái tình con người đến với nhau. Nghe tự nhiên nó thấy nó đặc biệt. Quý vị biết rằng là một món ăn, một cái nơi nghỉ ngơi, đó là kiếp con người, ai mà không cần. Mình mà biết bồi dưỡng chỗ này thì tự nhiên ta quý trọng mình, thì tự nhiên ta tốt từ từ theo cái sự khuôn khép của mình. Rồi mình lo cho người ta vậy thì mình cũng có ké được. Ví dụ như nấu lẩu cho chúng ăn đi thì mình cũng được ăn cái lẩu. Còn nếu như mình không nấu lẩu cho chúng ăn thì mình không được ăn. Nên mình cho người ta ăn là mình được ăn ké. Cả đời của mình như vậy thì mình có phước đó ha. Nên cái cách này là cái cách mà những người làm chủ á, nên rộng rãi. Mình làm chủ mà hẹp hòi quá không có làm chủ lớn được đâu, nghe không? Sự nghiệp cũng không có tồn tại. Nên tất cả các cháu sau này có học cao hiểu rộng, nhưng các con phải học làm người á. Mình muốn điều tốt mà điều đem điều xấu cho người ta không thì không có được đâu. Nên tất cả những người mà người ta cùng mà làm việc cái những đức á, hay là những người mà những đức mà về cái việc mà làm việc chung về mọi mặt đi, họ mà dính vào ngôi chùa mình cái là chắc chắn rằng là sự nghiệp của họ không tệ đâu, chắc chắn. Nhưng mà tồn tại nhất là chính họ phải hết sức nghiêm túc. Chính những đức trong Phật pháp những đức thấy rõ ràng. Mà chính những đức là người gian manh khi chưa đi tu nè. Người gian manh khi chưa đi tu nè. Nó gian manh đủ cách nhưng mà có gì làm giàu được đâu. Nó nếu mà nói về ngoài đời mình mà kẻ gạt người thì nó cũng là số một gạt người. Mà tạo nghiệp mà không giàu. Mà thường bất an lắm, gạt người thì sợ người gạt à. Thí dụ như mình ma lanh, mình thường gạt người đi, thì mình vừa gặp người cái mình nói thấy tên này thấy không ổn rồi đó. Thấy chưa? Còn mình mà thường sống bình thường gì, ai muốn gạt gạt kệ, thì có phương cứ gạt đi. Tiền của muốn gạt gạt đi. Tại vì sao? Vì ông có phước ông mới lấy được thôi, chứ gạt gì đâu gạt. Lo gì đâu, khỏi lo gì chứ. Nên cho người ta mượn tiền đủ duyên. Thấy tự nhiên cái người này mà hỏi mượn tiền, cái tự nhiên mình nói tôi muốn móc tiền ra đưa. Biết rồi, biết rồi. Biết nhiều đời nhiều kiếp là
mình với người ta có quan hệ gì đặc biệt lắm, nên vừa hỏi tiền cái là mình muốn đưa liền, thôi đưa đi, đưa đừng có suy nghĩ trả, nghe không, đưa đừng có suy nghĩ người ta trả, đưa đi, đừng có suy nghĩ người ta trả, mai mốt người ta không trả đâu. Thì quý vị biết rồi, biết là rằng là món nợ này ta đã từng thiếu, bây giờ ta phải trả. Học Phật pháp nó đặc biệt ngay chỗ này nè. Thì biết rằng hồi xưa những đức đi, hồi xưa những đức chưa đi tu á, thì những đức thì cũng ít mà mượn tiền ai mà không trả lắm. Nhưng mà chắc nhiều đời nhiều kiếp thường á là mượn tiền ta không trả. Từ khi những đức đi tu tới giờ nè, thì những đức thường cầm tiền á, những đức có khi gặp những người khổ quá tự nhiên đức đưa tiền, có khi đưa mấy chục triệu cũng chừng, có khi đưa 50-70 triệu cũng chừng, nhưng mà không thấy ai trả chứ. Nên những đức có kinh nghiệm rồi, đưa tiền không có suy nghĩ người ta trả, nên những đức chưa bao giờ suy nghĩ tới cái số tiền mình đưa, mà những đức cũng sống khỏe khỏe, có thiếu thốn gì đâu. Người ta không trả mình là do gì? Cái món nợ mình đã từng thiếu người ta thôi, xong rồi đó, không cần suy nghĩ. Chứ không có nặng nề cái vấn đề là người ta không trả mình, ta đọa lạc, sao tiền tam bảo nặng nề. Tôi không có đặt vấn đề gì đó, đặng chi cho nó nặng nề. Hiện tại tôi đang sống thật là tốt, còn việc gì đã qua cho qua đi, xong rồi đó. Việc của hôm nay là lo hôm nay, còn việc của ngày mai thì ngày mai tính. Ngày nay sống cho tốt nè, ngày mai nhất định chúng ta sẽ nghĩ tốt và sống tốt. Tại vì cái năng lực của ngày hôm nay nó đẩy cho cái ngày mai. Còn ngày hôm nay đó, mà rầu rĩ đi đâu cũng lúc này buôn bán ấy ổng quá ơi. Người ta nghĩ làm hết trơn rồi, cái quán này cũng ế luôn ơi. Thì quý vị biết bữa nay quý vị buồn, ngày mai quý vị càng buồn thêm nữa. Mà gặp mà bà chủ bán quán mà gặp bữa nay mà cứ than thở ế, ngày mai cái mặt còn buồn ác đạn, đêm nay ngủ không được á. Lúc trước mà ngày, một ngày kiếm vô cũng một số tiền, mà lúc này tao thắt thót quá, bận đêm khó ngủ quá, đúng không? Thì ngày mai cái mặt bơ bơ kỳ cục lớn mắt. Thì người ta đến đâu mua đồ, tao gặp mặt bà chủ rồi, thì ghê, mặt bà chủ này chắc virus quá. Nghĩ mua đồ luôn á. Thấy, thấy chưa? Mình cứ bình thường đi, không có sao cả. Vì toàn thể mọi người đều là vậy hết, mình cứ sống bình thường, sống tốt bình thường có gì chứ nha. À, vậy đó mà cái quán kinh doanh mình nó không có bị xuống dốc đâu nghe. Và có khi mình gặp người ta mình còn nói vài câu nữa chứ. Nói, ủa chị sao mà tôi thấy chị tự nhiên quá chị. Bây giờ ai ta cũng lo quá trời lo mà chị thấy tự nhiên quá vậy. Mặt tỉnh queo, vui vẻ, cười đồ ngon lành đi. À, tôi vậy vậy hết, ngày nào tôi cũng là ngày vui chứ. Chị biết gì không? Biết cái gì? Virus á, không, tôi không biết virus. Tôi biết Phật không, không biết virus đâu. Thấy không? Nghĩa là tự nhiên người ta thấy mình vậy, ta nói ô cái bà bán quán này đặc biệt thiệt nghe. Mình phải lỡ mua đồ cái bà này, mỗi lần gặp bà xong mình thấy vui quá. À, xong mình còn nói chị yên tâm đi, chị là người thiện mà, chị là người đàng hoàng mà. Chị là người tốt mà, không có sao đâu chị, đừng có lo. Bà mà không tốt là mình nói mấy câu đó, bà nói chị chắc mình phải tốt lại quá. Đúng không? Còn nếu bà tốt đó, mình tốt mà sợ gì. Thấy không? Từ nào đó quý vị thấy Phật pháp rất là hay. Nên phải sống cho vui vẻ. Trong khi những đức mỗi ngày lo cho mấy trăm người, mà những đức còn có thể truyền lửa cho người khác được mà, đâu có nặng nề gì đâu. Quý vị có hai vợ chồng một hay đứa con mà lo gì nặng nề dữ à. Con người thì có số mạng hết trơn à, lo lo cũng không được nữa. Chúng ta cứ sống cho tốt thôi, số mệnh có sẵn hết trơn rồi. Bây giờ quý vị lo lo hoài nó càng khổ thêm nữa. Bây giờ quý vị sống cho thật là tốt, chứ không phải là mình nghe gì rồi mình sống thí đại, không phải. Nó có số mệnh, nhưng mà nếu mình sống tốt thì cái số mệnh mình nó chuyển càng tốt. Còn nếu như cái số mệnh mình nó tốt mà mình sống không tốt thì từ từ nó chuyển thành xấu. Nó, thí dụ như có những người mà thầy bói coi không có được là ngay chỗ nào. Là người này mỗi ngày tốt thì thầy bói coi không được. Mỗi ngày người này xấu thầy bói coi không được. Cái người mà bị coi được là chỉ có người đứng một chỗ thôi mới coi được. Nó không có xoay chuyển, hiểu không? Còn mình thì mỗi ngày tốt thầy bói sao coi được. Nên chúng ta coi mình là chắc ăn nhất à. Sự nghiệp của mình là mình nhìn cái cách sống của mình là mình biết liền. Bây giờ quý vị coi những đức mỗi ngày vui gì, ai không cần. Sống tốt vui vô cùng, ai mà không cần. Ai mà không cần được sống như vậy. Mà những đức cũng có của cải giàu có gì đâu. Nhưng mà một năm những đức xài nhiều tiền lắm nghe. À, có tiền xài hết luôn. Vừa hết có tiền nữa.
Thấy chưa? Nên có khi mình tiền nhiều quá mình để trong tủ, lâu lâu mở tủ ra điếm nhìn coi đứa con mình nó có rút tấm nào không trời, khổ thấy chưa. Hoặc là mua vàng mua kim cương gì để trong nhà băng hay là gì tủ bảo hiểm vậy đó, lâu lâu đến gờ kim cương, kim cương xong gờ xong rồi đóng lại, sao lâu lâu đến gờ chút nữa đóng lại ta. Cái này là khổ thiệt. Bây giờ chúng ta suy nghĩ rằng như giờ những đức tu thấy nó khỏe nè, bây giờ mình mới hiểu nghe, mà cảm giác được cái lời hòa thượng giảng. Hòa thượng Tịnh Không này nói vậy thì mấy người mà để kim cương để vàng bạc đó đó, lâu lâu đến vuốt coi chút xíu thôi, đúng ra họ hiểu, họ lấy cái này họ đi làm điều tốt, có đổi cái phiếu công đức đi ai mà lấy được. Còn muốn coi kim cương thì đi đến mấy cái tiệm mà bán kim cương bán vàng, nhìn thoải mái đi, nhìn xong đi về. Cổ của nó để cho nó giữ đi, mình hả, mình đi giữ chi cho nó cực, thấy chưa. Nó bị biết rằng thí dụ như bây giờ những đức muốn có một chiếc xe, tự nhiên mua chiếc xe về một cái ai mà làm chạy chiếc xe một cái, trời ơi chiếc xe tôi ai làm chạy rồi, nóng ruột vô cùng đúng không. Còn nếu như chiếc xe người ta chở mình, người ta tự bảo quản, còn mình đi thì có người chở, nó khỏe vô cùng quý vị. Nhưng mà cái phước á, nó đã có rồi thì nó đầy đủ lắm. Mà cái phước mà nó có thanh tịnh rồi, cái tâm nó cũng thanh tịnh theo cái phước, nhớ nghe. Nên những đức nói đạo làm con nhưng mà có xuyên Phật pháp về nhân quả vô đó, cho quý vị nghe đó, là nít nghe cũng được, người lớn nghe cũng được, có chồng nghe cũng được mà không có chồng nghe cũng được, có con nghe cũng được mà không con nghe cũng được. Tại vì sao? Vì mình tin nhân quả. Nên cuộc đời con người chúng ta đặc biệt nhất là đừng có hu hu nghe. Hu hu là virus đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang nói chuyện đây đi, một số virus nó đang đứng xung quanh nó nghe, nó thấy ai trong đây cũng vui chứ virus nó sẽ ha 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 ha. Còn nếu mà chúng ta mà ngồi ở đây mà ai cũng là buồn thiểu buồn thiêu, buồn buồn thiểu buồn đúng không. Thí dụ như giờ gương mặt chúng ta làm gì, nó có một cái gì nó bịt lại thì quý vị vui nổi không? Không. Không vui như vậy là ai đến? Là virus đến. Còn nếu như chúng ta cái miệng như vậy, chúng ta ha ha vui vẻ, chúng ta sống tốt, hiếu thảo đúng không? Tâm địa tốt mà tự nhiên tất cả những cái thứ không phải nó đến, nó gặp mình cái là nó sẽ hóa thành cái tâm không có độc địa nữa. Là từ nơi cái tâm quá giải đó. Cái nguyên lý này người hiểu mới được. Còn không hiểu thì tùy duyên thôi. Nhưng mà nguyên một cái hội chúng ngồi gì thấy ai cũng bình yên quá, vậy là tốt rồi đó. Ai gương mặt cũng cười, cũng tươi rói á, ngủ mà cũng mím mím cười nè. Thấy không? Nó có cái ông đó ngủ gục, vậy mà ông nghe cái nữa. Thấy chưa? Nên từ nơi đó thì biết nó vui rồi là đặc biệt lắm. Nguyện hồng ăn tam bảo gia hộ cho tất cả cha mẹ các cháu và các cháu, anh em của các cháu luôn luôn có sức khỏe, ai cũng sống vui vẻ và sống tốt đẹp nha. Dạ, A Di Đà Phật. Nhà nước đọc danh sách của các cháu sinh nhật này nghe. Trần Thiện Minh Nguyên 3 tuổi, Nguyễn Văn Thịnh 14 tuổi, Đỗ Phạm Bảo Châu, Phạm Viết Đạt 10 tuổi, Nguyễn Ngọc Phương Vi 6 tuổi, Võ Ngọc Hăng 11 tuổi, Nguyễn Cao Trung Hiếu 12 tuổi, Phạm Ngọc Trúc Quỳnh 10 tuổi, Lê Thị Kim Thì 24 tuổi. Các cháu lên đây nghe. Sinh nhật chùa chúng ta là sinh nhật có phước nha. Chúng ta đều đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ của mình, dù còn sống hay đã mất nha. Nên là sinh nhật này là có phước lắm đó. Đó. Các cháu đứng ngay ngắn nè. Rồi cô đứng xích đây con. Sinh nhật này có quay phim đó nghe. Con ngoan này, con không có khóc. Khóc là mặt không có đẹp nghe. Quay phim đó. Nó sinh nhật này là khóc nơi người ta thấy các con đó. Có quay phim nè, thấy chưa. Đó. Nhận Đức nói về ý nghĩa sinh nhật xong hết rồi đó. Bây giờ á,
tặng cho các cháu, mọi cháu một món quà. Nghe đây là pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nè, bằng pha lê nghe. Nó lúc nào các con cũng nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là mang tâm từ bi tha thứ. Mình không có buồn giận ai để trong tâm, mình phải có cái tâm thương yêu người và tha thứ cho người nha. Đây, tặng cho các cháu nè, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Con bữa nay sinh nhật cháu nhỏ này đó, đó hả? Nè con. Rồi. Đây. Nè, bé con. Rồi bé xích ở đây. Đây. Rồi. Bây giờ chúng ta chắp tay niệm 10 câu A Di Đà Phật. Chúng ta trong đây ai cũng có cha có mẹ mình á. Ngày sinh nhật của mọi người, nhưng chúng ta cũng đều hồi hướng cho cha mẹ mình cái công đức niệm Phật này nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng này các con. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi tuần khi chúng ta học đạo làm con hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo xong, có được làm lễ phóng sanh, toàn thể đại chúng nguyện đem công đức này hồi hướng trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ các cháu và gia đình các cháu luôn luôn có sức khỏe và gia đình sống hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp, chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đệ tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các chúng sanh này giải thoát thân xúc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật để cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay những chúng sanh này được các cháu bỏ tịnh tài ra mua về để quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Các con niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim này nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn khỏe mạnh và an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.